cho cô phỏng vấn tí xíu nha. Dạ, trong lần này thì con hóa thân thành cô Lương Bích Hữu ạ. À, con hóa thân thành nhóm HAT ạ. HAT ạ? Dạ. Trong 3 người hay là cả 3 người luôn? Dạ, con giả giọng cả 3 người luôn. Dạ, cả 3 người luôn, con tự tin với ai nhé? À, cả 3 giọng, giọng nào con cũng tự tin ạ. Đâu, bây giờ con giả thử một đoạn mà con cảm thấy tự tin nhất. À, con sẽ giả giọng cô Phạm Quỳnh Anh trước ha. Đã không cần nhau, để cho mất môi ta mượn để những phút hơn kề. Còn trong trái tim nhau, ta không cần nhau, vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng hình tôi cầm nhầm nỗi đơn côi. Đơn là giọng cô Lưu Bích Hữu. Taxi, hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn, hãy đưa tôi đến nơi không còn sầu, và rồi ta sẽ trở về như ngày mà ta vẫn thường mơ. Rồi xong giọng cô Ngô Quỳnh Anh ạ. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ? Thế là có câu. Nhưng mà như ba người vậy, con hóa thân thành ai, hóa trang á? Con hóa thân thành cô Lương Bích Hữu ạ. À, tại sao con lại chọn thành cô Lương Bích Hữu? Tại vì con thấy là cô có những cái nét diễn rất là thú vị, khiến cho con cảm thấy hứng thú với cô Hữu nhất trong ba người trong phần bài diễn đấy ạ. Không là Lương Bích Hữu ạ. Wow, đây là hai Lương Bích Hữu luôn. Dạ. Rồi. Anh thấy cô Lương Bích Hữu giọng rất là baby boy á. Con cũng thấy cô hai bạn thử xong ra một đoạn muốn yêu nhưng mà trên không giọng cô Lương Bích Hữu bây giờ chưa. Cảm ơn con. Bây giờ cho em hát một bài, con hát một bài rồi. Ok. Để người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. À, con sẽ hát bài Xem Như Em Chẳng May ha, một đoạn điệp khúc ha. Đợi. Con hát bài Xem Như Em Chẳng May ha, đoạn một điệp khúc. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây than cây. Xem như em chẳng may. Rồi ạ. Thì con thấy rất là tự tin, tại vì từ đầu chương trình đến giờ thì đây là cái giọng mà hợp với con nhất, con giả giống nhất nên con rất là tự tin. Ở trong phần thi lần này thì con cảm thấy rất là thoải mái và đang cảm thấy được cái không khí rất là vui vẻ và sảng khoái trong người và sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Ôm lại bài một tí xíu ha, để lấy cho mình lên sân khấu này thật tốt. Bắt đầu. Hôm nay con hóa thân thành ai vậy? Hôm nay con hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Cảm thấy có hành gì nào với em? Khó khăn nhất đối với con là tại vì con là người miền Bắc ấy ạ. Với là con cũng là trẻ con nữa mà dòng nhạc của con theo đuổi hiện tại thì là nhạc nhẹ. Còn bà còn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu thì bà là một người già rồi, bà hát cải lương mà con cũng chưa thử sức với cả cải lương bao giờ ấy ạ. Con đang đắp trên mặt là cái gì, bụng hay là cái này là silicone. Cái này là silicone. Cái này là silicone ạ, là bé phải dạ đúng rồi, bé phải lấy dấu xong rồi phải đắp, nói chung là cái này công đoạn này rất là tốn thời gian. Có, nó rất là nặng luôn, chịu cái người, chịu cái má con xuống ấy. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ thể hiện vở Mẹ Vẫn Đợi Con Về của bác Hương Lan cùng với nghệ sĩ Ngọc Dầu. Con nghĩ là chữ quang của bác Ngọc Dầu thì hay quang chứ không có con nha, quang đó. Nên con thấy kiểu giọng con thì vẫn còn hơi trẻ so với cả bà Ngọc Dầu, thì con sẽ cố gắng để già nhất có thể. Dạ, con
để cho thời gian con make up. Cảm ơn con nhiều. Hello cô gái, sao giờ này mới ăn vậy? Cho cô phỏng vấn con tí xíu được không? Dạ. Đây là Nữ Hoàng ứng xử nha. Đây là Nữ Hoàng ứng xử của chương trình. Cô chị make up là Vân Miu nha mọi người. Dạ, kính chào tất cả mọi người. Con thấy cũng hơi lo, tại vì thường nếu như mà con có mấy huấn luyện viên bên cạnh thì con sẽ có một sự trợ giúp những khúc lên cao hay là hụt hơi gì đó. Vậy thì nói bây giờ chứ một mình con thì con nghĩ là con có cái khó khăn gì không? Khó khăn tiếp theo là con sợ là nếu con hát không hay thì huấn luyện viên không có hát phụ á thì điểm nó sẽ bị trễ rồi nha. Mấy tập trước toàn là huấn luyện viên hát phụ đúng không? Đúng phải. Tuần trước tôi cũng như một mình đi bộ. Vậy là con đã có kinh nghiệm hơn vài bạn là đã diễn một mình rồi đúng không? Dẫn riêng. Nhưng dẫn riêng. Tuần này là con hát thân thành ai? Dạ tuần này con hát thân thành cô Một Ánh. Là con sẽ diễn viên cái gì đây? Dạ con biểu diễn tiết mục Mùa Xuân Từ Những Diễn Dạo. Dạ là cô nhảy rất là nhiều và cô cũng rất là sôi động. Nếu cô không làm được cái màu của cô thì cô sẽ bị trừ điểm. Vậy là cậu này thì các mentor hướng dẫn gì cho con? Dạ cô Phụng đã hướng dẫn cho con là cái điểm nhấn của cô ấy phải thật là rõ và hát rõ chữ thì nó mới ra cô ấy. Vân thấy là một trong những cái khó khăn khi mà Vân hóa trang cho bé Khải Hân là tại vì bé Khải Hân có những cái đường nét rất là đặc trưng. Ví dụ như là cái form mắt của bé hoặc là cái khung xương mặt của bé nó thực sự là bé hóa thân thành ai Vân cũng cảm thấy là vẫn có giữ được cái nét của bé. Cho nên là Vân nghĩ đó là một cái phần khó khi mà hóa trang thành thành cô Ngọc Anh. Dạ. À nhìn lên. Tuần này con hóa thân thành nghệ sĩ Minh Gái ạ. Rồi con biểu diễn thành thôi đúng không? Dạ vâng. Thì con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy đây là một thử thách rất là khó tại vì là đây là một cái thể loại tuồng cổ mới mà con chưa từng được trải nghiệm, nhưng mà con đã chỉ được làm một mình mà không có mentor diễn cùng nên là con cảm thấy đây là một thử thách khó với con. Sân khấu lớn thì còn diễn một mình nhưng mà nó chuyên về thể loại mà con đang theo, nhưng mà đây là một thể loại mới nên là con vẫn chưa bao giờ thử. Đối với con thì cái điều khó khăn nhất trong tiết mục đó chính là phần vũ đạo và việc hát. Đấy là hai cái yếu tố quan trọng nhất ở trong cái bài nên là con cảm thấy khá là khó khăn. Cô huấn luyện viên rất là nhiệt tình giúp đỡ cho con từng câu, từng chữ nó phải chuẩn theo tuồng nên là con rất biết ơn mentor của con. Con có thể hát một đoạn nhỏ nhỏ trong cái bài. Tiết giao cha ngọc ta cha. Dán lông mi thì cũng không khó khăn tại con đã bị đóng nhiều icon như thế này rồi, nhưng mà cái khó khăn nhất là nó rất là đau đầu tại vì là nó kẹp rất nhiều kẹp đầu rất là đau. Dạ vâng ạ. Cảm ơn mọi người.